Sau khi lặn khoảng 2 giờ 30 phút, ở độ sâu khoảng 10 đến 20 mét, để khai thác thủy sản, ba ngư dân trở lại tàu. Một giờ sau, cả ba bị hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở. Ba ngư dân này được đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn vào lúc 5 giờ 30 phút, ngày 5 tháng 9. Kiếp quân y tại đảo Sinh Tồn đã hội chẩn telemedicine với Viện Y học Hải quân và Bệnh viện Quân y 175. Qua hội chẩn, xác định hai bệnh nhân bị giảm áp mức độ vừa và một bệnh nhân có tiến triển nặng. Bệnh giảm áp giờ thứ 22 do lặn sâu, đã có biến chứng suy hô hấp, có nguy cơ tổn thương tủy, thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng, vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo Sinh Tồn, được đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về đất liền. 19 giờ 50 phút, ngày 5 tháng 9, trực thăng EC-225, số hiệu VN8614, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đảo Sinh Tồn để đưa ba bệnh nhân về đất liền. 7 giờ ngày 6 tháng 9, chuyến bay cấp cứu đã hạ cánh an toàn tại sân đổ tòa nhà Viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Quân y 175. Ba bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu lưu để làm các xét nghiệm và điều trị chuyên sâu.